Tuấn Đức giới thiệu bạn chiếc chậu treo tường của Casa với mã hiệu là L2360, thưa bạn. L2360 và chân là P2437. Với chân dài. Thưa bạn, đây ạ. Các bạn nhìn được. Đây. Xung quanh chân chậu. Chiếc chậu này với kích thước khá lớn, với lại chậu một lỗ thưa các bạn nhé, theo tiêu chuẩn, gồm có chặn nước, ở đây chưa lắp thưa các bạn, đây là chống tràn, lỗ chống tràn, với kích thước của chiếc chậu này là 505 theo chiều rộng, và đây của nó đây là 610 thưa các bạn nhé, nó 610. Casa của Đài Loan thì các bạn nhé, sản xuất tại Việt Nam. Một Casa của Đài Loan sản xuất tại Việt Nam. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại dưới video này thôi các bạn nhé. Và vào trang tlm.vn để biết thêm chi tiết kích thước của chiếc chậu này. Cảm ơn các bạn nhé.